Dạ con có câu hỏi cuối. Dạ cho con hỏi thầy, câu hỏi này nó hơi personal chút xíu là nếu mà sau này sau khi thầy mất xong á thì thầy có quà. Dạ thì thầy muốn là thầy đã có nguyện là mình sẽ đi về cõi A Di Đà hay là ở lại cõi này? Good question. Câu hỏi là khi thầy pháp hòa mất, thầy muốn về cõi cực lạc của Phật A Di Đà hay muốn ở lại cõi này? Nếu anh ở cõi này, pháp hòa sẽ ở lại với anh chung. Còn nếu anh đi, pháp hòa sẽ đi theo anh. Thầy có hỏi là theo con biết đó thầy, tại sao mình đi chùa mà tất cả những cái chùa những cái đền thì thờ Phật Thích Thích Ca, và tại sao mình vô là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật toàn là A Di Đà Phật không, mà tại sao Phật Thích Ca là một vị dẫn đường lối cho mình đi, chỉ cho mình đi tất cả, mà tại sao mình không theo và chỉ đi theo Phật Di Lạc? Phật Di Đà, Phật Di Đà, amen. Hay đã rồi. Hay là tại sao thầy? Con không hiểu. Mình là con đi làm giàu hơn. Lại báo nhiều quá. Hay là cái câu đó ngắn hơn. Năm bốn. Thưa đại chúng, cái câu hỏi rất là hay. Thế tại sao chúng ta thờ Phật Thích Ca mà gặp nhau lại không chào, thí dụ niệm là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà chúng ta lại niệm Nam Mô Di Đà Phật? Thưa đại chúng, chẳng qua là vì chúng ta là người Trung Quốc và người Việt Nam, chứ còn tất cả các nước Phật giáo khác không ai niệm như thế cả. Bởi vì người Việt Nam và người Trung Hoa ảnh hưởng cái pháp tu niệm Phật Di Đà rất là phổ thông, cho nên cái danh từ Phật Di Đà nó phổ thông trong tất cả cửa miệng của những Phật, những tín đồ Phật tử của hai nước Trung Hoa và Việt Nam. Chứ còn Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Lào gì cũng chẳng ai niệm như thế cả. Hiểu không? Đó là chẳng qua là mình sống trong cái đất nước nào, nó ảnh hưởng cái nào lớn thì nó dùng cái đó thôi. Tại sao không? Mình không làm từ Phật A Di Đà để lên? Chưa, nó chưa hết. Điều thứ hai, bởi vì Đức Phật A Di Đà là người phát nguyện và đưa chúng sanh về cõi an lạc của Ngài, mà sự việc này được Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Đức Phật Thích Ca là người quảng cáo free cho Phật Di Đà. Điều thứ ba, chữ A Di Đà nó không, nếu mà chúng ta vượt được cái ý niệm là thầy này và thầy kia, Phật này Phật nọ, mà chúng ta chỉ chấp nhận được cái nghĩa thôi, lấy cái nghĩa làm chuẩn đó, thì chữ A Di Đà có ba nghĩa: ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng, công đức vô lượng. Cho nên khi chúng ta gặp nhau, chúng ta muốn chúc nhau ba điều: chúc anh trí tuệ vô lượng, thọ mạng vô lượng, phước đức vô lượng. Nhưng bởi vì chữ A Di Đà chuyên chở đủ ba nghĩa, nói một nghĩa không đủ, cho nên để nguyên chữ A Di Đà mà chào nhau, mà chúc nhau, thay vì nói chúc anh thọ mạng vô lượng, phước đức vô lượng, trí tuệ vô lượng, thì chúng ta nói A Di Đà Phật. Hiểu ý không? Vì nó mang được cái ý nghĩa trong đó. Nếu chúng ta đừng có dính vào hình ảnh là tại sao giáo chủ không niệm mà niệm ông ở đâu, đó là mình được thắc mắc. Nhưng mà để giải thích chuyện đó thì ở đây là vì Đức Phật này được Đức Phật Thích Ca giới thiệu, ai thường niệm hiệu Ngài thì khi mất tâm thức theo niệm câu niệm Phật đó mà đi về cảnh lành của Ngài. Vì chúng ta muốn mình về cảnh lành, cho nên hàng ngày mình training mình tập cho mình có một tâm thức hướng Phật, mà cảnh giới cực lạc là cảnh giới chào đón mình. Còn nếu chúng ta vượt ngoài ý niệm giữa Phật này Phật kia,
mà lấy cái nghĩa thì chúng ta niệm Phật Di Đà. Và nhớ rằng việc này nó chỉ xảy ra ở những quốc gia có ảnh hưởng Tịnh Độ Tông lớn thôi, đó là Trung Quốc và Việt Nam. Còn các nước kia không có. Người ta gặp nhau cũng là chào hỏi bình thường, không có. Ví dụ như người Thái Lan người ta có câu chào gì của người ta, người Ấn Độ có câu chào gì của người ta chào, mà không có niệm hiệu Phật gì hết. Còn nếu quý vị, ví dụ mình ở một quốc độ mà ảnh hưởng vào danh Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Phật Đà-gia, vậy thôi. Yeah. Thì Pháp Hòa giải thích ở từng phần như vậy để đại chúng hiểu được cái lý do. Lý do nào mình niệm? Và bởi vì chữ A-di-đà phải đủ ba nghĩa. Còn nếu thiếu, nếu nói một nghĩa là không nói hết được nghĩa của chữ Di-đà. Vì vậy phải để yên. Và cái trường hợp như vậy nó cũng rơi vào trong cái trường hợp mà Ngài Huyền Trang, khi mà Ngài dịch kinh đó, từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc đó, Ngài cũng đã đề xướng ra năm cái vấn đề không nên dịch. Thì trong đó có một vấn đề là nhiều nghĩa không nên dịch. Thiên liên đừng có dịch. Chữ A Di Đà Phật nghe rất là thiên liên, cho nên không dịch. Thứ hai là một chữ này mà quá nghĩa, nhiều nghĩa hơn một nghĩa thì không nên dịch, phải để yên. Hoặc là trường hợp nữa là gì? Ở cái xứ mình không có, không nên dịch. Không, mà ví dụ như ở bên Ấn Độ, người ta có cái trái trái ale, thí dụ vậy đi. Thì là cái trái đó, nó chát, nó chua gì đó, mà hoàn toàn nước Việt Nam không có, Trung Quốc không có, không nước nào có hết, chỉ có Ấn Độ mới có. Thì không thể nào lấy bất cứ trái gì của cái đất nước mình thế vô đó được. Đó là trái ale là trái xoài, trái bưởi gì đó, không được. Vì quốc độ mình không có thì không được để vô. Và phải để như vậy để nó trung thành với cái trái mà Đức Phật đã ví dụ ở trong. Ví dụ như ở trong kinh Lăng Nghiêm nói á, tất cả chúng sanh mình nhiều đời luân hồi khổ đau như cái trái ác xoa. Thì trái ác xoa đó nó không là một cái trái ác ôn gì, mà nó là một cái loại trái mà nó chằng chịt với nhau. Mà Đức Phật nói cái chằng chịt khổ luyện của chúng ta như cái chùm trái đó. Bây giờ mình không có trái nào giống vậy. Mình không thể nói chúng sanh khổ như chùm nho, chùm sung gì được hết. Mà phải để nguyên đó là trái ác xoa. Mô Phật thầy, ví dụ mình mới đọc kinh thì mình nên đọc kinh gì vậy? Dạ, tỷ mình đọc, mình có phải đọc lớn không? Còn không ấy, mình cứ niệm, lúc nào mình rảnh mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn, mình cứ đọc đều hoài vậy có được không thầy? Hay là phải đọc là phải quỳ để đọc, hay là lúc nào mình rảnh mình lại? Có một câu hỏi là khi mình mới bắt đầu học Phật mình tụng kinh gì? Và cái cách mình tụng phải như thế nào? Thì Pháp Hòa xin thưa là quý vị có thể chọn bất cứ một bản kinh nào cũng được để làm cái bản kinh căn bản cho sự tụng niệm của mình. Trên nguyên tắc, chúng ta có thể tụng kinh niệm Phật bất cứ lúc nào và ở đâu, như là lái xe, làm việc. Tuy nhiên, để cho sự thăng tiến tu hành của mình được chuẩn mực, mình cần nên chọn một khoảng thời gian nào trong mỗi ngày để cái đó làm định khóa cho mình, để mình không bị sao lãng, lùi sụp trong vấn đề thiếu tinh tấn. Không, và ví dụ nếu mình không phát nguyện ăn chay một tháng một ngày thì mình sẽ không cố gắng thực hiện điều đó, mà mình chỉ nói tôi không hứa ăn được ngày nào thì ăn, mà hình như mình không ăn ngày nào, vì đâu có hứa đâu. Còn nếu mình nói mình sẽ nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày thì chúng ta làm gì làm sẽ cố gắng thực hiện điều mình nguyện trong đó. Nhờ cái nguyện đó, cái lực nó đưa mình đi đúng mức. Cũng như vậy, nếu chúng ta nói rằng tôi nguyện mỗi ngày lúc 7 giờ tối sẽ tụng 20 phút kinh, hay là niệm Phật 20 phút, hoặc ngồi thiền 20 phút, thành một cái thời khóa của mình thường ngày, thì cái đó nó sẽ giúp cho mình tiến bộ rất là mau.
và không bị giải đãi, không bị lười biếng. Tuy nhiên, trong 10 ngày hay là dài 3 tháng, thỉnh thoảng có những ngày mình đột xuất, bệnh hoạn hay là mình bị có vấn đề công việc, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà ít nhất phần lớn chúng ta thực hiện được đúng cái thời khóa mà chúng ta quy định, thì cái đó nó vẫn thăng tiến hơn. Ví dụ như mấy đứa nhỏ mình dạy, con đi học về ăn snack một chút thôi, chiều ăn cơm với ba mẹ, rồi con tắm rửa, học bài tới mấy giờ, sau đó con được coi tivi 10 phút hay nửa tiếng con đi ngủ. Mình phải có cái routine như vậy để đứa nhỏ đó nó có lề lối. Nếu mình nói tùy ý con, học giờ nào học, mà con nít mà, nó dĩ nhiên nó sẽ chơi nhiều hơn học, thì cuối cùng nó sẽ bị cái con lười biếng đó đẩy lùi nó, không cho nó một cái cách sống ngăn nắp. Và khi nhỏ nó không train được nó như thế thì lớn lên nó cũng sẽ bê tha y như vậy. Chúng sanh mình không khác. Nếu mình không có lập một cái lề lối thời khóa cho mình, mình cũng y hệt như một đứa nhỏ bê tha vậy. Và người lớn có bê tha kiểu người lớn, trẻ con nó có bê tha có trẻ con. Vì đã là chúng sanh thì có con ma lười biếng giải đãi, nó đều hoành hành giống nhau hết. Nhưng mỗi người có một cái cách thuyết phục khác nhau. Cho nên kinh nghiệm của Pháp Hòa là không thể không có thời khóa. Và điều đó nó đã thể hiện trong các chùa. Thí dụ thôi, vô tu, anh phải chấp nhận tu chùa này, thì 5 giờ sáng anh phải dậy, 3 giờ sáng anh phải dậy, 10 giờ đêm mới được đi ngủ. Còn nếu mình nói kệ con muốn ngủ giờ nào ngủ, con muốn thức giờ nào thức, thì cái người đó làm sao họ có, mà chúng sanh mình mà nói vậy rồi thì sẽ ngủ nhiều hơn tu thôi, phải không? Mà nó khổ một cái tới giờ ăn mà không mặc, tới giờ tụng thấy ăn. Vậy đó, cái giờ Pháp Hòa phải kể thì chúng nghe. Hòa Thượng Thiện Siêu thì có một hôm là Ngài phát hiện là chúng ở trong chùa ít có lên thời khóa. Thì có bữa chiều nó lên ngồi ăn cơm, Ngài mới nói hồi nãy á có ông cư sĩ ở Sài Gòn tới, ổng hỏi tôi một câu mà tôi không biết đường trả lời. Bây giờ tôi hỏi quý thầy giúp tôi trả lời coi. Ổng nói bạch hòa thượng, chúng ở chùa này nhiêu? Tôi nói 30. Ổng nói ủa vậy sao giờ ăn thấy đủ mà giờ tụng kinh không có đủ? Ổng hỏi tôi biết, tôi không biết đường trả lời. Hòa thượng không nói gì hết, hòa thượng chỉ đặt hỏi một câu, giờ nãy ông cư sĩ hỏi tôi vậy đó, giờ các thầy giúp tôi trả lời giùm. Ngày mai trở về sau không một thầy nào vắng mặt trong thời kinh. Thì bây giờ và thưa đại chúng là ở trong Phật Pháp, tu là vấn đề mình phát nguyện chứ không phải mình lấy điểm với ai. Mình không phải tu để lấy điểm với Phật, với bất cứ ai để người ta ban phước cho mình. Nếu tự thân mình muốn tiến hóa cho đời mình, đi trên một cái con đường, một cuộc sống mà chúng ta thăng hoa bằng tâm linh, bằng đời sống lành mạnh, thì tự mình phải lập thời khóa và chịu khó chuyển hóa thôi. Dĩ nhiên một con người có quyền ăn ngủ cả ngày không ai nói gì hết á. Và một người có thể làm việc, nhưng nếu một người sống có giờ giấc, có thời khóa, thì xin lỗi, mình muốn nhờ người đó việc gì mình vẫn đủ niềm tin hơn. Mình muốn gả con cho họ, mình cũng đủ niềm tin hơn. Còn một người sống mà không có giờ giấc, không có gì chứ, muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, không có lập trường, không có một cái sự gọi là sắp xếp gì hết, thì ai dám nhờ mình làm việc gì, dù việc đó rất nhỏ. Thế thôi. Cho nên nên có thời khóa. Cảm ơn thầy. Rồi, câu hỏi kế. Rồi, tối nay chợ đen mà hay ha. Không ai hỏi trên mọi người. Còn anh đang sao? Cái này thắc mắc của con, của riêng con thôi. À, con tình cờ đọc được cái câu chuyện này có cái bà lão. Bà ai có người thầy nào dạy cho đọc cái câu Án Pani Bát Nhi Hồng cái này. Nhưng mà bà nhớ, bà đã lớn tuổi em đọc không có nhớ rõ. Nên đọc sai cái chữ cuối, Hồng thành chữ Hà gì đó này.
Rồi xong rồi bà lão nó về đọc cái duy nhất tâm tụng cái câu đó trong vòng 30 năm, 20 năm gì không quên rồi. Thì kiểu như là có một cái như được đắc đạo, có ánh hào quang ở trên nhà đó này. Rồi cái hòa thượng đi ngang nó thấy ánh hào quang vậy, nó cái vị nào cao tăng đắc đạo vậy, mới vô hỏi thử rồi tu làm sao mới để được đắc đạo vậy. Thì bà lão nói là án ba ni bát nhi hà, chứ mà bát nhi hồng rồi. Rồi cái sư thầy đó mới chỉnh lại. Cái tự nhiên là cái như là bà lão băn khoăn quá, thành mất đi cái ánh hào quang đó, cái như hết. Thành ra con thấy con lúc mà con đọc cái đó là con thắc mắc tại sao bà lão đó bà đó định tâm mấy chục năm đã định như vậy mà tại sao không có sinh tuệ này. Sinh tuệ là cái hiểu được. Bây giờ nói cho dù cái thầy đó nói cái câu đó là đã đọc sai đi nữa, thì như thầy cũng đâu có ảnh hưởng tới bà lão. Tại sao cái vị thầy đó chỉ nhắc cái câu đó là nói đọc sai cái chữ cuối, là cái bà lão nó mất hết cái những cái công phu mà đã đục tùng mấy chục năm đó này. Sao anh hỏi bà lão? Cảm ơn anh. Tại vì trong câu chuyện chứ chưa gặp bà lão. Đại chúng, cái câu chuyện đó là nó một câu chuyện trong Phật giáo Tây Tạng. Thì chuyện kể là có một bà cụ tụng cái câu thần chú là Luật Tự Đại Minh Chân Ngôn. Án Mani Bát Di Hồng, tức là Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Nhưng mà bà này không biết sao bà lại tụng là Án Mani Bát Di Beo. Thì tụng do quá thành tâm, nhiếp tâm tụng, cho nên cái phước bà nó tỏa. Và thậm chí bà ngồi trong nhà bà tụng, nhưng mà ánh sáng ở nhà nó cũng bao. Thì có một vị thầy đi ngang, thấy ánh sáng trong nhà tỏa ra thì nghĩ rằng trong này sẽ có một cao tăng đắc đạo. Thì bước vào trong đó thì chỉ thấy là một bà già ngồi trì câu thần chú một cách thành khẩn. Thì hỏi ra thì bà già tụng là Án Mani Bát Di Beo. Thì ông thầy mới nói, bà ơi, câu này là hùng chứ không phải beo. Bởi vì Án Mani Bát Di Hùng mà đọc lộn nhầm Án Mani Bát Di Beo. Thì khi nói như vậy rồi đó thì bà già bị phân tâm. Thì giờ đây là công phu tu tập của mình bị hủy hết. Cho nên bây giờ bắt đầu tụng lại, nhưng mà cái tâm nó không còn định nữa, thì cho nên ánh sáng mất. Vị thầy bước ra đi một dạo nhìn lại thì thấy ánh sáng nhà này không còn. Thầy mới giật mình, vì mình đã ảnh hưởng đến tâm tư của một bà già chí thành. Cho nên thầy trở lại, thầy mới nói, bà hồi nãy tôi giỡn chơi với bà đó, thôi bà cứ niệm lại tiếp tục Om Mani Padme Hum của bà đi, bà không cần phải niệm hôn. Thì câu hỏi của anh á, bà già có định tâm nhưng mà tại sao chưa sanh tuệ? Bị người ta nói một câu nói như vậy thì bà lại mất cái năng lực là phân biệt. Thì câu hỏi đó rất là hay, nhưng mà ở đây á, nó không phải vì nó cái câu chuyện nó không nhầm với vấn đề sanh tuệ, mà nó ở cái mục nó hạn hẹp ở trong cái phạm vi là tâm thành. Nó không phạm vi tâm thành. Bởi vì khi chúng ta làm và vì chúng ta có cái tâm thành, cho nên vì hùm beo chúng ta đọc trật chữ như là những cái câu thần chú mình tụng đó, nó đều có tác dụng giống nhau. Nhưng trên thực tế chúng ta định tâm nhưng mà chúng ta chưa đủ tuệ để chúng ta vượt đi ngoài những cái lời nói. Đặc biệt là những ai đó mà mình nghĩ rằng người đó là những bậc cao thủ. Bởi vì bà đang niệm mà ông thầy bước vô nói chứ không phải người dân thường. Chứ nếu mà dân thường nói thì bà nói, cháu không biết gì thì đừng nói. Còn đây là ông thầy. Ông bước vô ông nói vậy thì tự nhiên cái sự xê dịch nó phải khác chứ. Bây giờ thôi đừng nói chi quý vị thôi nè.
Bây giờ quý vị hỏi một cái điều gì đó mà một người bạn đồng tu mình nói, là quý vị cũng nghe mà ngờ ngợ chứ chưa đủ niềm tin. Mặc dù họ nói đúng đó, nhưng mà khổ thay quý vị lại gặp ngay Pháp Hòa và nói trật lách mà quý vị nghe râm râm. Quý vị nghĩ sao? Ông thầy phải nói đúng. Thì bà cụ này bị mất cái tự chủ ngay chỗ đó. Cho nên đó, nó trong cái phạm vi này, đừng cái quan trọng là vấn đề định tâm, mà vì ông thầy á, ổng thiếu định, ổng cũng không đủ tuệ, ông phán bà không, thì làm sao bà này không bị lung lay được, phải không? Cho nên là thưa đại chúng, là nó có cái trường hợp là câu chuyện này nó trong cái phạm vi là tâm thật, chứ nó không có cái ý muốn nói xa hơn là trong vấn đề định là có tuệ. Cho dù bà có trí tuệ đi nữa thì cũng sẽ bị dễ bị lung lay nếu như một người đó là một bậc thầy, một cái bậc xuất gia mà nói cho mình một câu nói nhắc nhở mình. Vì vậy cho nên đó, tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta cần phải đủ tuệ, đủ định trước khi chúng ta chỉnh một người khác. Thì Pháp Hòa đưa một câu chuyện thật. Pháp Hòa đây, thì có một cái bác đó, bác lên bác nói với Pháp Hòa là bác tụng cái kinh cứu khổ Bạch Y 30 năm rồi. Nếu Pháp Hòa nói rằng á, trời ơi, cái cuốn này không phải của Phật giáo mà tụng chi, thì tội nghiệp cho bà là bà sẽ thấy rằng 30 năm của bà đi đời hết rồi. Cho nên Pháp Hòa nói, ô tốt quá, 30 năm tụng cuốn này, thôi bây giờ lên lớp nha, bắt đầu từ hôm nay mình tụng cuốn này và giúp cho mình mở mang thăng tiến hơn nữa. Thì bà không bị sụp đổ 30 năm công phu của bà, mà bà lại tiếp tục tiến hóa vì bà nghĩ rằng bà đi lên xa hơn trên bước đường tu tập. Cái đó cũng giống như những Phật tử chưa quy y, tin ông thần tài thổ địa thờ, quy y xong nghe ăn câu quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, không lẽ giờ nó về dẹp hết mấy bàn thờ đó đi. Mình có thể nói đúng được cái lý là quy Phật rồi thần tài thổ địa không có, dẹp. Nhưng trong cái vô tình mình đã hướng dẫn cho người Phật tử sống bằng cái tâm niệm kính thì để, không kính thì dẹp. Cách Pháp Hòa thì khác. Quý vị đã thờ, cứ thờ, tiếp tục thờ. Nhưng bây giờ quý vị hiểu được ý nghĩa thần tài thổ địa sâu sắc hơn, hay ho hơn. Từ đây về sau mình thờ mà không còn có tâm niệm mê tín nữa. Hồi xưa mình nghĩ ông thần tài cho tiền, ông thổ địa giữ đất. Bây giờ mình hiểu thần tài là mình, thổ địa là mình. Thổ địa tức là tâm, thổ sanh kim, thổ sanh kim. Nếu nói theo ngũ hành, trong đất sanh ra, tâm địa mà vững chắc tiền của giữ được, tâm địa mà lung lay tiền bạc nó bay. Thật ra quý vị không cần dẹp thần tài thổ địa sau khi quy Lâm Bảo. Nếu mình đã lỡ thờ, thậm chí những thần thánh gì mình đang thờ, Cửu Thiên Huyền Nữ vân vân, tại sao mà mang một cái tâm hồi trước hì hợp lại người ta, bây giờ biết phận cái dẹp người ta không nên. Nhưng mình có thể làm gọn lại, hoặc là bây giờ thờ các vị vẫn giữ cái tâm niệm thờ nhưng không còn mê tín như xưa nữa. Bà là độ sanh độ mạng cho con gì nữa, mà kính trọng các vị như các bậc hộ pháp già là mình chuyển cái tâm niệm đi xa hơn mà không hề đụng đậy gì cái khác nữa. Thì câu hỏi rất là hay.
Nhưng mà ở đây cái câu chuyện đó chỉ muốn nói đến cái vấn đề tâm thần. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Và tâm mình thành thì mọi việc nó ứng. Như cái bà cụ kia phải trồng một cái cây. Bà sáng nào cũng chăm sóc một cây rất là đẹp, rất là xanh, vì bà nghĩ đó là cây bồ đề. Có một hôm một vị thầy nói tới y ngang, nói trời ơi bà ơi, hết chuyện là ai mà cho bà cây này mà ác đức thiệt. Cái cây này có phải cây bồ đề gì đâu mà bà nói nó là cây bồ đề. Trời ơi, từ đó về sau bà buồn, mà nói 30 năm nay bà tưới bà lại nó quá trời, không phải cây bồ đề. Thì một hôm thì bà muốn xác định chuyện này, bà lên chùa bà rước hòa thượng về để hòa thượng xác định giùm con cây này phải cây bồ đề không. Thì bà kể câu chuyện xong thì vừa đặt câu hỏi xong, hòa thượng quỳ xuống: ô mô Phật, cây bồ đề. Cái chú thầy giảng ngạc nhiên vô cùng, chút cũng nhìn ra nó không phải cây bồ đề mà nó là cây xin. Thế đi ra tới cửa về: sư phụ, cây đó đâu phải cây bồ đề mà sao sư phụ nói là cây bồ đề. Sư phụ nói: bồ đề vốn không cây. Người đệ tử phát ngộ liền: có cây gì là cây bồ đề đâu. Chẳng qua hồi xưa Phật Thích Ca ông ngồi dưới gốc cây đó, ông chứng quả giác ngộ bồ đề. Bồ đề là giác ngộ, ngài chứng được giữ giác ngộ dưới gốc cây đó, cho nên mình gọi gốc cây đó là cây bồ đề, chứ bản thân nó cũng chẳng phải là tên bồ đề. Bây giờ Phật Thích Ca mà nếu ngồi dưới cây sầu riêng mà thành Phật thì bây giờ toàn thể Phật giáo mình sẽ kêu cây sầu riêng là cây bồ đề. Phật ngồi dưới cây chuối mà thành Phật thì đó sẽ là cây chuối, là cây bồ đề. Cho nên hòa thượng nói bồ đề vốn không cây, đâu có cây nào tên là cây bồ đề đâu. Chẳng qua nó Phật ngồi chứng đạo bồ đề, giác ngộ, chữ giác ngộ là bồ đề dưới cây đó, thì chúng ta gọi cây đó là cây bồ đề. Ông Hòa nói một vài câu chuyện nữa để nó nói lên cái vấn đề. Cái nào nó cũng để dư cái cô nãy nói mật ngôn, mật ngữ, tụng trật, tụng gì đó không? Thì quý vị biết bồ đề vốn không cây. Không cây nào gọi là bồ đề cả. Anh như là tôi. Chưa hát không được vậy. Cảm ơn thầy là đã đến đây để chia sẻ với tụi con. Tại vì có việc bận nên ngày mai tụi con phải đi sớm, cho nên là chúc thầy là đi một việc của đàn. Với lại em cũng cảm ơn gia đình chị Thủy đã mời em tới đây, vợ chồng em tới đây để chia sẻ cùng với thầy. Bây giờ con sẽ mong là các anh chị với các quý vị ở lại để cùng chia sẻ. Thầy tiếp tục ạ. Còn cảm ơn anh, chúc anh chị đi tươi về tốt. Cảm ơn anh vì có những câu hỏi thú vị nha. Thì bây giờ quý vị mệt chưa? Rồi, mình cứ sinh hoạt tới 10 giờ rồi mình nghỉ. Thầy con rất chưa video clip mà thầy kể chuyện thầy còn nhỏ. Mỗi lần nghe đó trong đầu con tự picture ra như đang coi một khu phim rất là dễ thương, một cậu bé rất là dễ thương. Rõ cái chung, rõ cái cục điện, tưởng tượng cái chung hay là có mấy cái khăn hay là làm đấm ba tượng kinh cho con dế. Cái hình ảnh nó dễ thương quá, như là tới nỗi con nằm mơ có thấy như con đang coi cái phim á. Chứ con nghĩ có khi nào thầy nghĩ thầy viết lại những cái hồi ký đó để cho thầy chứng trị cho được cái mặt là một cái phim đó. Con thấy nó hay quá, nó đẹp quá. Cô nên làm điều đó cho Pháp Hòa. Không, cô làm đi rồi chi tiết vào xem. Nó đẹp như con nghe, mà giống như con tưởng tượng như con coi phim. Không, Pháp Hòa có rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Quý vị nào có được thì cứ ghi lại. Rồi khi mà bản thảo có và sẽ thêm thắt những cái chi tiết. Chứ cuộc thật ra thì thưa đại chúng, Pháp Hòa thì được cái may mắn là từ nhỏ mình sống trong đạo. Từ năm Pháp Hòa 5 tuổi là đã có những cái ý thức
À, khi lên tới 7 tuổi thì cho tới giờ phút này, lúc nào trong tâm tư mình cũng sống với đạo. Cho nên là có rất nhiều câu chuyện hồi nhỏ. À, nếu quý cô thích thì có thể ghi lại, rồi Pháp Hòa sẽ thêm thắt những chi tiết. Và có rất nhiều chi tiết và kể chưa có hết. Yeah. Tôi nhớ cái ảnh hình ảnh mà thầy kể, thầy lấy cái khăn lau mặt cho tượng Phật và con lắm. Dễ thương quá. Giống như người đang coi phim á. Giờ coi người đóng phim. cậu bé mà cô thấy đó đang ở trước mặt cô. Dễ thương quá. Này cô dùng từ cậu bé. Đúng rồi, lúc đó là cô bé. Rồi, có ai có thắc mắc gì không? Thầy, cho dạ. Con hỏi thầy là con giải thích giùm con là con biết là mỗi người đó là sống là có một cái nghiệp của mình, nhưng mà mỗi lần con đứng trước bàn Phật Quan Âm á, con cầu nguyện mẹ Quan Âm á, xin chuyển nghiệp cho con hoặc là ban ánh sáng cho con, thì ngoài đời á là con lại gặp rất là nhiều chuyện bất hạnh đến với mình á. Nếu như chuyện xui xẻo là có dòng dọc con không có thể nào mà xin thầy giải thích cho con nhiều. Mỗi lần con đứng trước thằng bạn Phật không nguyện là xin Bồ Tát hay chuyển nghiệp cho con, và con gặp nạn rất là nhiều. Con nghiệp tại sao? Cái gì gặp Phật? Cái ý là chị vẫn xin nhưng mà không có hay sao? Không phải, giống như là con nguyện là sẽ chuyển nghiệp cho con, để giống như ban ánh sáng cho con hiểu về Phật Pháp hơn, hoặc là ngoài đời con có thể làm những điều tốt hơn. Thì liền sau đó là con gặp tai nạn tới với con rất là nhiều. Sao những cái lời con nguyện như vậy? Con không hiểu là tại sao. Thầy giải thích giúp con, nói gì là Phật. Nếu như mà thật sự chị nghĩ rằng chị đặt cái niềm tin ở Đức Bồ Tát và xin Ngài cho mình đủ cái ánh sáng để mình vượt những cái tai ương, thì liền sau đó lại có những việc nó đến với mình. Nếu mà nói ứng nghiệm là nó ứng nghiệm. Tại vì nếu mà chị muốn có ánh sáng để vượt tai ương thì tai ương phải tới. Thì chị mới biết rằng chị có đủ năng lực và ánh sáng để vượt không. Ví dụ như chị nói xin Bồ Tát cho con đậu được bằng lái xe, nhưng nếu chị không đi vào một cuộc thi thì không bao giờ chị có được cái bằng lái xe đó. Như có một người nói là xin cho con trả nghiệp, nếu nghiệp không tới lấy gì trả. Dạ, thì con cũng có xin. Thì ánh sáng đó là gì? Đó là năng lực mà chị đã lần lượt đi qua cho tới giờ phút này, mặc dù đã bao nhiêu lần sóng gió khổ lụy nó đó. Và chị thấy rằng á, chị còn ngồi đây được giờ phút này với các bạn hữu là chị đã quá ánh sáng. Chứ nếu không, chị đã tìm con đường kết liễu cuộc đời, hay là buông trôi cuộc đời mình vào những quán nhậu, quán tiệc, hay là những cái trò chơi thế gian mà nghĩ rằng sẽ giúp cho mình giải khổ. Vì đã quá đủ ánh sáng cho nên mới đưa mình gặp tới Phật Pháp. Vì chỉ có Phật Pháp mới là cái ánh sáng cứu khổ chân lý cho mình. Cho nên nếu mà nói nguyện ứng là ứng lên đó. Nếu nói là ứng là ứng lên đó. Đó, nếu mà mình nói là mình không trải nghiệm được, nếu không có tai nạn đến thì làm sao biết mình năng lực tới đâu, ánh sáng tới đâu. Hiểu ý không? Dạ, cho nên, và khi mà cuối cùng mình nhìn lại là mình thấy quả thật, mình đã đủ ánh sáng để vượt khổ. Tại vì có những người ta khổ, mà người ta chìm trong biển khổ. Và mình là cái người từ trong bóng tối mà lần bước ra ánh sáng. Chứ không phải là những người từ ánh sáng mà đi vào trong bóng tối. Và nói, nếu mà nói hay hơn nữa là mình đang là những người từ ánh sáng ra ánh sáng. Từ ánh sáng của biết được Phật Pháp, nhận định được tất cả mọi khổ đau, và từ ánh sáng đó bước ra thì một ánh sáng nữa là
vượt mọi khổ đau. Cho nên nếu mà nói ứng nghiệm là có ứng nghiệm. Dạ, tại mỗi lần mà con niệm Phật không, con không có cầu xin đó là không có chuyện gì hết, nhưng mà mỗi lần con nguyện là con sẽ gặp chuyện xui thôi. Những cái chuyện mà là án tiếng nói hay là tai nạn như là nó tới dồn nhập với con. Ngày xưa có một người do bất hiếu với mẹ mà đọa địa ngục. Thì khi mà đi xuống cõi địa ngục đó, ngài nhìn xung quanh, thì trong khi mà chịu khổ thì nhìn xung quanh mới thấy, mới hỏi thăm: anh vì tội gì mà vô đây? Anh vì tội gì mà vô đây? Thì các người đó nói ra thì cũng cùng nghiệp với nhau. Thì cái vị đang đứng đó thấm thiết được cái nỗi khổ: tôi đang chịu khổ vậy, mấy anh này xung quanh chịu khổ đây chắc là khổ lắm. Anh phát nguyện lên: tôi xin thay thế chịu khổ cho tất cả những người đang chịu khổ ở cõi địa ngục này. Nói vừa xong, vị này liền vượt khổ, thoát địa ngục. Vị đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Vì trong một kiếp quá khứ, ngài đã từng là một người con bất hiếu. Nhưng mà cái chữ mà không còn đi cõi khổ địa ngục là gì? Giống như chị bây giờ nữa, chị chịu đựng biết bao nhiêu những cái khổ đau tai nạn. Nhưng mà chị biết nếu mà điều này nó không ở trên chị mà nó ở trên em mình, con mình, chắc họ chịu nói đâu. Thì nhờ chị đủ năng lực ánh sáng của Phật Pháp, cho nên chị chịu được như vậy. Chị phải thấy rằng chị đã làm một cái điều mà thế cho những người khác, không phải là mình. Có một cái cô đó, cổ phát nguyện: nếu đời này nghiệp chướng của con bao nhiêu con xin trả hết. Thì quý vị biết cổ gặp Pháp Hòa, cổ nói: trời ơi, con nguyện xong rồi. Cuộc nghĩa là một năm 12 tháng mà con không thấy tháng nào con thảnh thơi hết. Bao nhiêu những cái chuyện nó đổ vô. Nhưng mà con thấy rằng quả thật cái gì nguyện, phải không, là mình phải trả. Nhưng mà chị cũng phải mừng là nếu mình không trả trong đời này thì mình trả trong những lần sau nữa. Trả dồn thì khỏi trả chậm. Chắc tại chị cũng dư giả mà mới trả vui là mau chứ không phải là cái mà mà chị không trả tháng nào là credit không được dùng. At least phải minimum payment thì cái credit card nó mới accept lần sau để xài, phải không? Thôi thì bây giờ như này, chị không phải là người từ trong tối ra ánh sáng, mà phải nói chị là người từ trong sáng ra ngoài sáng. Chị nếu ở trên mặt phương tiện bình thường, chị đã sáng rồi. Bây giờ mình từ cái sáng này, mình gặp khổ mà mình không lui, mình vẫn đi ra nữa, mà dụng Phật Pháp để vượt mọi cái pháp thế gian. Thế gian pháp là những khổ đau lường gạt đủ kiểu đó, còn Phật Pháp là những cái pháp giúp mình vượt thế gian pháp. Cho nên người có Phật Pháp là vượt được các pháp thế gian. Dạ, thưa thầy, nếu mà nói là nguyện, mình nguyện vậy rồi, ai dám nguyện nữa thầy? Ai biểu mình lại nguyện đâu? Tiểu nguyện. Tiểu nguyện. Nguyện tới lẹ. Nhưng mà thưa, một câu hỏi đó rất là hay, nhưng mà Pháp Hòa muốn làm sáng chỗ này để đại chúng không có hiểu lầm. Thật sự ra đó, cho dù mình có nguyện, nhưng nếu bản thân không có nghiệp thì làm gì nó ra. Ví dụ nó tôi không còn ví dụ thôi, tôi còn ngồi đây. Thưa đại chúng, sắp sửa cuối năm rồi.
nếu Phóng Hòa có mượn tiền trả nha. Phóng Hòa đâu có mượn ai đâu, nhưng mà tại vì Phóng Hòa hỏi, tại vì cũng nhớ mình lót thóp mượn ai, thì có thể 5 người tới đòi thôi, tại có mấy chục người khác Phóng Hòa không nợ. Cho dù Phóng Hòa có nói tôi xin trả hết, nếu mà tôi có thiếu ai trong tháng qua năm rồi tôi mượn, nhưng mà không có nợ ai đòi chi. Cho nên cái chữ nguyện đó không phải là tự nhiên đâu, nguyện cái nghiệp nó thôi. Nếu con nguyện mà không có nghiệp thì lấy gì có. Cho nên nói cho cùng là mình đang trả nghiệp. Nhưng mà mình nói một cái từ khác thay vì nói trả nghiệp là con phát nguyện trả nghiệp. Nguyện trả thì cũng phải là trả, nhưng mà trả trong bằng lòng, vì mình có khả năng trả, chứ không phải bị ép trả rồi than khổ. Cho nên chuyển nghiệp thành nguyện. Là nghiệp đó chúng ai hết á, nhưng mà chẳng qua mình dùng cái từ khác để mình ôm ấp nó. Ví dụ nè, mình có một đứa con ngộ nghịch, nhưng dưới cặp mắt của người khác nó là một đứa con ngộ nghịch, chỉ có mình hiểu nó thôi. Mình nói không, tại vì tôi không đủ phước. Chứ nó đối với ai nó cũng tốt, mà nó xây qua tôi là nó khác rồi. Thật ra đứa nhỏ đó nó không phải là nó ngộ nghịch 100% đâu. Nó có cái điểm tốt của nó nhưng mà với mình, hoặc là nó tốt với mình ở điểm này nhưng mà khác nó không tốt. Ai mới ôm ấp được nó? Chỉ có mẹ mới ôm ấp được một đứa con dù nó là đứa con ngộ nghịch. Thì cũng như thế, thật sự mà nói, tại mình nói cái nguyện nghe cho nó sang vậy. Chỉ nói cho tận cùng là chúng ta đều là đang trả nghiệp. Nhưng mà người ta không hiểu thì ta cứ lấy cái chữ nghiệp ta đè nặng cuộc đời mình. Còn người Phật tử biết tu tập rồi gì? Chuyển nghiệp thành nguyện. Vậy thôi. Còn quý vị có nguyện cỡ nào mà không có nghiệp thì nó đâu có tới với mình. Cho nên cô phải biết là nghiệp mình rất là nhiều, và nhờ mình phát nguyện mình trả đó, mà cũng rất may mắn là trả nước Mỹ đó. Chứ nếu mà ở Việt Nam là không biết là mình trả được mấy bữa là nó tiêu đời. Cho quý vị biết đó, trong các vị xuất gia của ngoài, không phải vị nào xuất gia cũng hành đạo hoàn đạo dễ dàng. Có những vị làm đạo rất dễ ư vàng, và có những vị làm đạo rất khó khăn. Có những người độ một chúng sanh trầy di rất dễ, có những người độ vô số chúng sanh rất dễ dàng. Phước nghiệp của mỗi người hết. Trong cái giới người xuất gia cũng có những vị nghiệp nặng, không độ được ai. Và có những người cũng không giáo hóa được ai, chỉ có thể đủ duyên phước làm người xuất gia và tự độ lấy mình. Hay là cảm hóa một số người nào đó thật là hữu duyên thôi, chứ không làm gì hết. Hoặc là người ta làm quá trời việc luôn, dễ dàng, còn mình làm chút làm xong. Thành thử đừng nghĩ rằng chỉ có chúng sanh bình thường người đời mới có những cái đó, trong người xuất gia cũng thế thôi. Quý vị thấy đệ tử Phật nè, những người đệ tử Đức Phật đó, gặp ngay thời Đức Phật là tu rất thành công. Nhưng mà có những người rất cận với Đức Phật, như là cái người hầu của Ngài khi Ngài còn là một thái tử, tức là ông Sa Nạc. Và thưa đại chúng, cuối cùng ông Sa Nạc vẫn đi xuất gia. Nhưng mà Sa Nạc lại không nằm ở trong cái thành phần là đệ tử chí tín của Đức Phật, mà lại nằm trong sáu người trong một nhóm thành phần luôn luôn làm tổn hại đến thanh danh của Đức Phật. Ai nói được điều đó? Thấy không? Thế nên cái nghiệp của ông Sa Nạc được cái phước làm người tu, nhưng mà không đủ phước sống với người lành. Có nhiều khi mình đủ phước ra nước Mỹ, nhưng mà không đủ phước gần người thiện, để hướng dẫn một cuộc đời mình sống lương thiện ở một cái đất nước mà quá ư là đầy đủ phương tiện học hành, mà lại rơi vào tay của những người xúi dục mình bê tha cuộc sống. Cho nên phước nó cũng có phần, chứ đâu phải không có đâu. Cho nên tuy chị trả nghiệp, nhưng chị vẫn thấy chị còn rất nhiều có phước là gặp chánh pháp, gặp được ánh sáng tột cùng nhất để đưa mình ra những cảnh khổ mà nếu người đàn bà khác có thể là họ đã
không còn giữ vững được tới giờ phút này. Giờ phút này mình chỉ còn tìm đường được tới đây, ngồi đây với đại chúng. Đủ can đảm mà ngồi như mệnh phụ vậy đó. Và có bà nói là cô đủ năng lực nha, có phước gặp Phật Pháp để đưa mình ra khỏi cái thế gian Pháp. Con biết cảm ơn Thầy Phụ Nguyên, Thầy đã cho con một cái gì để nghe được lời Phật Pháp. Từ con là người đạo Chúa, nhưng mà ngày nào con cũng nghe lời Đức Pháp của Thầy hết. Bữa nay thì khi mà Thầy bước vô, con nhìn Thầy, tự nhiên lúc đó con có thể ảo ra. Nghe chuông xin mau cầm buông, nghe mò xin mau cầm bò, buông bò bò buông. Chuông mò, chuông mò, chuông mò, nhắn mình bò rồi lại bò buông. Sau cầm chùa thôi quý vị, cho một tràng pháo tay thật lớn. Thật dài, và thật nồng nhiệt, mời quý vị vỗ tay thật dài, thật lớn và thật nồng nhiệt, để chúng ta cùng đón Thượng Tọa Pháp Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Thưa đại chúng, Đức Phật có dạy trong kinh đó, ở trên đời này có hai hạng người quý. Một là người biết xây dựng cái gì chưa xây, hai là người biết tu bổ cái gì đã đổ nát. Ni sư trụ trì đang làm việc đó, đang làm một hàm hai hạng người quý mà Đức Phật đã nói. Cái gì hư sập thì phải có bổn phận xây lại, cái gì chưa có thì chúng ta ráng làm. Và đó cũng không ngoài mục đích chúng ta đến với đạo. Có nhiều người sẽ đặt một câu hỏi, tại sao tôi phải có đạo? Vì vậy cho nên họ nói tôi không có đạo gì hết á. Có nhiều vị nói tôi vô đạo. Thưa đại chúng, mình không nên nói cái đó. Tại vì người vô đạo là không có đức. Đạo mới có đức cho nên kêu đạo đức. Người mà không có đạo, Pháp Hòa không nói đạo Phật nha. Chữ đạo này là con đường, là chân lý, là lý là lẽ sống. Người có đạo nghĩa là người ta đang đi trên con đường của đạo lý để sống. Người sống có đạo lý không có ngang ngạnh, đi với họ đỡ khổ. Người nói chuyện không có đạo lý, nói ngang ba làng cả không lại. Cho nên ở đây chúng ta không nói đến đạo Phật, mặc dù hôm nay chúng ta sẽ nói một việc ba công dụng của đạo. Nhưng ở đây thường thường chúng ta điền vào một cái giấy no religion, tại vì chúng ta nghĩ đạo là gì? Đạo là một cái đấng thần quyền nào đó, mình gửi mình vào đó để người đó phù hộ cho mình, để người đó chở che cho mình. Nhưng xin thưa với đạo Phật, chữ đạo đó không đúng nghĩa. Đối với đạo Phật, đạo là chân lý để sống. Mà chân lý để sống thì là nghĩa là gì? Là người đó phải có nhân cách. Có thể một người sống trên đời này, một Phật tử không biết về đạo lý, không biết giáo lý nhà Phật. Hỏi Phật là gì không biết, hỏi Pháp là chi không biết, hỏi tại sao cuốc ba lại không biết. Tôi thấy ai cuốc tôi cuốc theo. Có thể người đó không biết gì về giáo lý hết, nhưng nếu người đó có nhân cách, đi tới đâu cũng không bị mai một. Có phải không? Có nhiều khi mình biết thật nhiều giáo lý mà mình không biết lúc nào thi thố giáo lý, mà lúc nào nên im lặng, thì người ta cũng cười thôi. Mà thậm chí ta cười hơn nữa. Tôi thấy chị đó, anh đó biết nhiều quá mà sống không đẹp. Cho nên rốt cuộc rồi cái gì cũng biết mà không biết điều.
nguy hiểm. Có nhiều người người ta nghèo nhưng mà nhân cấp người ta có. Có nhiều người người ta không có học nhưng nhân cách có. Mà có nhân cách, nơi người đó đã có đạo rồi đó. Cái đạo này không phải đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hòa Hảo, Tinh Lành gì cả, mà đạo này là đạo lý để sống. Và đối với đạo Phật, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta ứng dụng năm giới. Một người sống không lấy cái sinh mạng của người khác làm vui. Có một câu hỏi là, thí dụ như bây giờ mình lỡ phải đi bán cái nghề câu cá hay là làm trong nhà hàng, ít nhiều cũng là sát sanh. Nhưng vì cuộc sống, chúng ta không giết người bừa bãi, không giết những con thú để lấy vui, mà vì cuộc sống chúng ta đành cam cái lỗi đó. Nhưng bù lại, chúng ta tròn nhân cách ở phần khác là không gian tham trộm cắp, không sống quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải chồng vợ của mình, không nói những lời đâm thọc, chia rẽ, mất đoàn kết, không dựng chuyện, không biêu xấu, không nói những gì mình không thấy biết rõ ràng, không lên án phê bình những gì mình không thấy biết rõ ràng. Một người vậy đi tới đâu nói ra điều gì người ta cũng nói ờ. Chứ nếu mình nói riết, người ta nói, ai nói cái chị, trời ơi hơi đâu chị nghe nhỏ đó, là mình biết là mình sao rồi đó. Thật ra một người mà sống mà lời nói của mình có chân chánh, rồi một chúng ta không rượu chè cờ bạc xì ke ma túy vân vân, thì một người mà sống mà như vậy đó, đối với Nho giáo thì là gì? Nhân nghĩa lễ trí tinh. Đối với Phật giáo thì chúng ta giữ năm giới. Nhưng mà xin thưa, năm giới này có phải để dành riêng cho người Phật tử không? Không. Bất cứ ai trên đời này, anh già, anh trẻ, anh xấu, anh đẹp, anh giàu, anh nghèo, bất cứ ai muốn hạnh phúc thì đây là nguyên tắc căn bản xây dựng hạnh phúc. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không dối trá lường gạt, không rượu chè cờ bạc bê tha. Nhân cách có. Mình sống sao mà đi tới nhà người ta chơi đứng dậy mất đồ thì mai mốt người ta mới đầu người ta chưa biết, lần thứ hai tới mất tiếp, lần thứ ba mất tiếp thì ta nghi. Và thậm chí bây giờ mình tới nhà chơi, người ta dòm ngó mình. Thật sự cái nhân cách rất là quan trọng. Hồi nhỏ mình cũng được ông bà cha mẹ dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng. Và thậm chí các cụ còn dặn kỹ hơn, ý tứ. Chữ tứ là cũng một hình thức tư duy đó. Mình phải để ý, không? Ăn mình phải để ý, ngồi phải để ý, huống chi một người xuất gia. Một người xuất gia mà đi vào mà làm một vị sa di, một chú tiểu học kỹ lắm. Mà nếu chị đó chịu học à, vị đó phải chịu học, vị đó chỉ phải chịu hành, vị đó phải chịu ứng dụng thì mỗi ngày mỗi đẹp. Xin thưa đại chúng là muốn có cái đó phải học thôi à. Hồi nhỏ mình lớn lên đâu có ai xúi biểu gì mình tự nhiên biết học làm đẹp. Phải có cái kiến để mình vẽ cho nó ngay, phải có cái kiến để mình chải tóc cho nó đàng hoàng. Trước khi mình ra đường, mình đứng trước cái kiến, mình chỉnh chu lại. Thế thì mình muốn chỉnh chu con người để chi? Để ra đường người ta nhìn mình coi nó đặng. Thì tâm thức của chúng ta phải sống như thế nào để người ta nhìn coi nó được. Có nhiều người ta nói, mình làm riết người ta nói, sống sao đó là sống, làm sao đó coi được làm. Có nhiều khi ta nói lẫy vậy đó, là tại vì mình quá đáng.
thì người ta phải nói câu đó. Sống sao coi cho được. Có nhiều người còn dạy con, con sống sao mà ra đường ta đừng có về ta chửi cha chửi mẹ mình. Thì có nhiều khi hồi nhỏ mà được nhắc nhở mấy cái chuyện đó, tại vì nếu mình không khéo thì ra ngoài người ta đâu có cho chửi mình đâu. Ta chửi cha chửi mẹ là ý nói là cha mẹ không có dạy dỗ con cái. Trong chùa cũng vậy, một người mà làm sai thì cả đoàn ảnh hưởng. Cho nên mình mới có chữ tăng. Tăng là gì? Nói cho đủ là tăng già. Tăng già là một đoàn thể của những người sống hòa hợp thanh tịnh. Cái chữ tăng già là phiên âm từ tiếng Phạn là sangha. Tàu người mình âm lại là tăng già, chứ nguyên thủy chữ là sangha. Có một vị đó mới nói dịch nghĩa đó mà, nói Phật là gì? Phật, Phật nói cho đủ là Phật Đà, nghĩa là giác giả. Tăng nói cho đủ là tăng già, tàu dịch là hết ga. Bị già rồi còn ga nữa đâu. Thưa đại chúng, mà lâu lâu các thầy hay biến chế, biết chị không, cho nó vui mà học. Hồi nhỏ vô chùa tu không có game chơi, không có tivi coi, thành thử xúm lại chơi là giỡn, là chỉ những cái trò chơi, những câu nói để làm sao nuôi dưỡng mình. Nhiều khi buồn đâu có chuyện gì làm đâu, ngoài giờ học bắt đầu ngồi đó, gọi là tệ giác nó sanh. Thay vì ta kêu là tuệ giác là tệ giác. Mỗi lần lên thỉnh Đại Hồng Chung cũng có cái bài kệ. Cái bài kệ thỉnh Đại Hồng Chung là Hồng Chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nghĩa là tiếng chuông ngân lần thứ nhất gọi là Hồng Chung sơ khấu, bảo kệ cao âm là con ngân nga cái lời kệ này. Thượng thông thiên đường, trên thấu tới trời, dưới thông địa ngục. Buồn quá không có chuyện gì làm, bắt đầu súng lại chế. Hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo, hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Hồi nhỏ giỡn vậy thôi nha, lớn lên giỡn kiểu đó là quỳ nhang. Gần đây cái chuyện corona nó tái phát, nó phát sinh. Rồi có nhiều vị mới đùa chế một câu chú: án corona corona satara satara satik satabaha. Nghe vui vậy không? Không được đọc, không nên, không có được make fun những câu kinh. Cho nên mấy vị chế câu đó là gửi qua cho quý thầy, quý thầy nói quỳ nhang nghe con. Gỡ xuống hết. Mình hồi nhỏ mình không biết, và cái ý tốt của mình là mình cái ý mà gọi là không tội lỗi là gì? Chế để gọi huynh đệ với nhau vui, rồi để nuôi dưỡng cái người tu lúc tuổi trẻ, vì không có cái gì để chơi, không được ra ngoài chơi, không có những trò chơi, không được đi coi tivi, không được đi coi hát, không có gì hết. Thì lúc buồn thì ngồi lại giỡn chơi vậy thôi. Quý vị biết là mấy chú tiểu mà cầm cái chén cúng súp xanh mỗi buổi trưa vậy đó. Cái bài là Đại Bàng Kim Xí Điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, La Sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, thì ngồi giỡn lại với nhau. Đại bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ. Ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Câu chú là án cục tác có ha. Nhưng mà tại sao hồi xưa các ngài cho, các ngài nghe nhưng mà các ngài kiểu như là sao? Phớt tỉnh ăn lê. Là vì hiểu tuổi trẻ nó cần có cái niềm vui, du di cho nó. Hồi nhỏ Pháp Hoài ở chùa á, đi xuất gia 15 tuổi ở bên Canada. Ở trong chùa đâu có ai chơi với mình đâu. Đi học về là lủi thủi một mình, là phải nấu cơm, rồi phải cúng, phải tụng, không có ai giỡn với mình. Trời tối nào mà có mấy Phật tử về tụng kinh là mình vui lắm, mình không muốn cho ai về hết.
Cho nên rồi bắt đầu đi lấy bóp, lấy vỏ của mấy bà giấu. Để làm chi? Để mấy bác ở lại lâu hơn. Rồi tối mà mấy bác ngồi thiền á, là Pháp Hòa ngồi ở đằng sau á, Pháp Hòa lấy cái vạt áo của người này cột với vạt áo người kia. Còn nếu mà cột không được là cột vô mấy cái gối ngồi thiền á, cái đứng dậy cái toàn ten vậy đó. Có một bác tội lắm. Bác nói: kệ chú, cho ổng giỡn chút đi, cho ổng vui ổng tu. Đó là cái người mà người ta hiểu được mình. Cho nên nhiều khi mình giỡn cũng vậy. Nếu mà mình, cái giỡn của mình nó thanh tao, hay lời nói của mình nó không có quá đáng, dù mình không có biết nhiều về Phật Pháp, có những người không biết niệm Phật, nhưng mà cái nhân cách sống, cái đạo lý họ sống có. Thế thì xin thưa với đại chúng là chúng ta đến với đạo Phật nói riêng, đến với tất cả đạo giáo nói chung, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến với một đấng thần linh để ban phước giáng họa, thì chúng ta chưa trọn được cái ý của cái sự tu đạo. Mà chúng ta đến với đạo để chúng ta học làm sao để chúng ta có được một nhân cách tốt. Mà khi chúng ta có nhân cách tốt thì chúng ta sống tốt. Mà nếu chúng ta sống tốt thì nghĩa là chúng ta đã đi đúng đường, và niềm vui càng tăng trưởng. Ví dụ vợ chồng sống với nhau, dù có thân đã là vợ chồng, nghĩa là không còn gì để giấu, thì có giận nhau cỡ nào cũng không có lời thô. Thí dụ như mày tao hay là hâm đánh, thì làm cho cái người vợ đó sống trong hoảng hốt, sống trong sợ hãi, sống trong lo lắng, vân vân. Hay thậm chí con cái của mình. Cho nên mình đến với đạo làm sao mà mỗi ngày mình càng vui, thì biết rằng được con đường tu đạo mình đã đúng. Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị phát tâm ăn chay trường, nhưng người nhà của mình có nhiều người chưa sẵn lòng với cái việc đó của mình. Quý vị không nhất thiết ăn chay trường. Quý vị ăn như thế nào để con cái mình vui vẻ với mình? Ví dụ như nếu con cái thông cảm, con mời mẹ đi ăn, mẹ đi ăn với con, mẹ vô mẹ ăn cái gì mẹ thích. Có nhiều khi mẹ không thích ăn thịt, mẹ kêu một dĩa xà lách, một dĩa mì mang, miễn là mẹ có đi với con. Cái quan trọng là đi với con. Thôi mẹ tu rồi con ơi, hết ham rồi. Quý vị biết, nó mời một lần, hai lần, ba lần, riết nó không mời, cái bắt đầu mình sanh mình buồn. Lúc nãy đi đâu thèo kêu tôi nữa. Thôi dạ rồi. Tức là mình cũng tự mình cũng có một phần trong đó. Cho nên á, mình sống ở một cái thời đại, nếu lúc nào con cái mình vẫn còn cần tới mình và mời mọc mình, là mình biết rằng trong sổ mình, trong sổ của nó có tên mình. Còn nếu lúc nào mới đi đâu mà nó không có ngó ngàng gì tới mình hết trơn, là mình mất sổ rồi đó, mất tên. Bên Thiên Chúa giáo người ta cũng có 10 điều răn, Phật giáo cũng có 5 điều giới, rồi 10 điều, rồi Bồ Tát giới, vân vân. Vậy thì tất cả những cái giới, những cái này cái kia để làm gì? Nhằm một mục đích, để nhân cách hóa người đó, để làm cho người đó đẹp hơn, dễ thương hơn. Pháp Hòa ví dụ, Phật tử mặc áo tràng, khi cần vào toilet nên ra áo, không nên mặc áo tràng đi vào nhà cầu, nhà vệ sinh. Tụng kinh xong, đứng nép qua bên, xếp áo tràng đàng hoàng, không có vừa đi vừa cởi áo. Có nhiều khi cái từ mình dùng vậy đó: ê đợi chút tôi cởi áo rồi. Để đợi chút tôi lột áo. Tu mà đến bị lột áo là dữ lắm. Thành thử ra cái từ mình dùng nó cũng khác. Ví dụ mình mời ăn cơm trong chùa đấy, mời thọ trai, hay là mời đi dùng cơm. Ăn cơm chiều là kêu dược thực, ăn sáng là tảo thực, tảo là sớm. Và hàng ngày mình gặp quý thầy, dạ bạch thầy, thỉnh thầy. Thật ra quý vị nói tiếng Việt cũng được nữa, mời thầy.
có một cái cô Phật tử, cô viết cho Hoàng cái thơ. Viết xong cái cô nói: cuối thư con kính chúc thầy Pháp Hòa vô minh muôn năm. Ý cổ muốn chúc mình là sáng suốt đúng không? Mà lúc đó nó quên. Có một lần khác, một đạo hữu mời Pháp Hòa lên giảng. Xin đại chúng đồng đứng lên chắp tay mời thầy lên pháp trường. Làm như bị xử bao công vậy. Có một ni sư, có lần ni sư đứng lên giới thiệu Pháp Hòa mà run quá phải không? A Di Đà Phật, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, mời đại đức Thích giảng sư. Tất cả là rất vui. Và thưa đại chúng, là nếu mình biết được thì mình dùng. Ví dụ như nãy quý vị nói vậy, không biết chữ hảo tướng, nó thầy đẹp trai quá. Ai biết tiếng Hán thì xài tiếng Hán hảo tướng, còn biết tiếng Tiều kêu hưởng táo. Mỗi người chúng ta từ nhỏ tới lớn là được học. Học làm sao để mình hoàn thiện cái nhân cách của mình. Khổng Tử dạy á, nghèo mà không hèn. Nghĩa là mình nghèo mình có thể mặc áo rách, nhưng không có để nó rách tả tơi. Người ta thấy tivi hồi nhỏ Việt Nam, ê mày mặc quần áo nhiều tivi quá mày. Ê, nhà tao giàu mày ơi. Lấy mấy cái lỗ mà nó rách á, rồi xong rồi lấy vải mà vá lên á, thì kêu là tivi. Ai nghèo mà biết cái vụ đó? Ai cũng nghèo không biết. Còn người nào mà sáng nào cũng ăn khoai kêu khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai, nghe thấy cũng giàu nữa. Vậy thì thưa đại chúng, cái công năng thứ nhất chúng ta đến với đạo là tròn vẹn nhân cách. Thí dụ như Đức Phật hướng dẫn các thầy tỳ kheo khi đi không có được đánh tay. Đánh tay đằng xa vậy nè, trừ khi nào tập thể dục. Nhưng mà nếu một người tu mà đi bài hái vậy, người ta kêu trời ơi tướng đi đẹp quá, đi bài hái. Ăn cơm ngồi mâm này rồi không có được sang mâm khác, cái đó kêu là ngồi lê đôi mắt, không được. Khi cầm cái tâm xỉa răng lên thì phải đọc cái bài kệ xỉa răng. Lấy thức ăn ra khỏi răng, cũng như mình lấy những cái khó khăn độc tố ra khỏi lòng. Một chút nó dính vô răng khó chịu, thì tưởng tượng một chút não phiền nó ở trong tâm còn khó chịu cỡ nào. Cho nên xỉa răng là xỉa tâm, quét nhà là quét tâm, rửa chén là rửa tâm. Vì mình thấy mình có pháp tu, cho nên tất cả mọi việc mình làm đều ứng dụng pháp tu, cho nên làm mà không mệt. Cùng một công việc rửa chén quét nhà, nhưng người làm mà không có phương pháp, không có pháp môn thì làm thấy mệt lắm, tại vì mình làm cực khổ. Còn người tu làm là pháp tu. Ví dụ quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Ngày nào còn ăn vẫn phải sử dụng chén, mà có sử dụng là phải có dơ, dơ rồi thì phải rửa. Đó là chuyện bình thường. Đạo là ở đó, anh tìm chi cho nó mệt. Đạo là ở cái chỗ anh biết rửa chén. Còn nếu mà người không biết rửa, trời ơi trời, ăn có một chén mà rửa một xinh, thì người ta cũng sẽ rửa chén, nhưng mà rửa trong cái nặng nề. Còn mình biết rửa chén, rửa không có khó khăn. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm.
Đó là kệ rửa chén. Mình vẫn coi tivi nhưng không vì buồn chán mà coi. Có nhiều người nói trời chán quá mở coi có gì không. Không cần phải chán mới coi. Đây, coi tivi theo Phật giáo nè. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Chọn thế giới an lành sẽ cho tươi vui cuộc sống. Tại sao chán mà coi tivi? Tâm mình là một máy truyền hình. Nếu tâm biết chọn chỗ vui thì cảnh nào cũng vui. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Vậy sao mình không lựa đài nào hay ho mình coi? Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Như vậy người ta buồn người ta mới nghe nhạc, người ta buồn người ta coi tivi. Một người Phật tử coi tivi là pháp tu. Chọn những đài nào, những chương trình nào có học hỏi, có sự tiến hóa, chúng ta học chúng ta coi. Coi mà để học chứ không phải coi để giải cái buồn chán. Đọc kinh là để minh Phật chi lý, chứ không thể nói rằng buồn quá đi đọc kinh. Đọc cái đó cũng buồn mà đọc hồi buồn ngủ. Rồi thí dụ như đừng đợi tới bệnh mới tụng kinh cầu an. Mình phải tụng cho thường xuyên để lời kinh nó thấm vào tâm mình. Phòng bệnh hơn trị bệnh. Đợi tới bệnh mới cầu, tụng đâu có nổi mà hết. Cho nên mỗi ngày mình tập tụng kinh. Tập cho tâm, tập tụng để làm gì? Để lời kinh thấm trong tâm mình. Rồi khi cái khổ nào nó đến á, mình biết. Mình biết rõ. Thân này có già, có bệnh. Cho nên khi bệnh nhẹ nhàng chấp nhận, không có rên rỉ, không than van. Buồn cũng nghe nhạc. Thì lúc bình thường cũng nghe thì nó thoải mái. Nghe kinh cũng vậy, đọc kinh cũng vậy. Cho nên hàng ngày nó, người tu vẫn làm tất cả những công việc của người, một người ngoài đời. Nhưng mà cái thái độ tiếp nhận công việc nó khác. Thái độ tiếp nhận công việc là thái độ tiếp nhận bằng niềm vui. Pháp Hòa ví dụ chiều nay đại chúng đến đây ngồi, đâu có ai ép gì mình. Mình đi bằng tất cả sự muốn, cho nên ngồi vui. Thật ra cũng một chén cơm đó, nhưng người có thái độ ăn trong hạnh phúc ta ăn rất vui. Người ăn trong buồn phiền ăn không thoải mái. Cũng cùng ngồi chung một bàn, nhưng người đó ngồi rất thoải mái, còn mình ngồi tại có người kia mình khó chịu. Cho nên có nhiều vị mới hỏi các thầy, tại sao các thầy làm việc nhiều mà các thầy không có câu có bực bội như là những người ngoài đời? Vì Pháp Hòa mới nói cái đó là tùy theo cái thái độ tiếp nhận công việc. Thưa đại chúng, nhiều khi mình làm Phật sự với cái nghĩa là mình làm cho đại chúng, nhưng đâu có nghĩa là ai cũng bằng lòng với công việc của mình đâu. Có thể người nói thế này, người nói thế kia. Một đêm, một ngày Pháp Hòa làm việc, từ sáng tới chiều qua làm việc ít nhất 20 tiếng một ngày. Ít nhất là 20 giờ. Còn có bữa nào hơn nữa là 22 tiếng. Có những ban ngày Pháp Hòa biết bao nhiêu công việc bên ngoài, thì chỉ mong buổi tối mình có giờ mình vào phòng mình làm việc. Là giờ buổi tối là làm gì? Trả lời email hay là soạn bài giảng. Nhiều khi không có thời giờ. Một cái mail mà người ta gửi tới 95% là mail khổ, còn 5% còn lại là mail vui thôi. Ít lắm. Đa phần là khổ, mà nhiều khi còn phải thầy ơi cứu con gấp. Có nhiều vị vỡ viết thơ trong cái subject, thầy ơi cứu con gấp, thầy phải đọc thơ này liền, thầy phải trả lời gấp. Mà mình nghe chữ gấp cái là mình phải mở coi liền. Nhưng mà rồi nếu muốn trả lời một cái mail đó 5-3 phút nói không hết. Bởi vì cái đau khổ nó tràn gian, thì mình phải trả lời đại hải.
Có nhiều cái câu hỏi là Pháp Hòa biết là nói không, viết không thể nào hết ý. Pháp Hòa phải email lại cô Quan Hỷ, chú Quan Hỷ gọi lại chùa. Pháp Hòa cần phải nói trên phone mới nói hết ý. Tại vì sao? Tại vì mình có tâm với Phật tử. Nhưng mà thưa đại chúng, có những lúc quý vị phải Quan Hỷ là quá nhiều Pháp Hòa trả lời không hết. Không phải là Pháp Hòa vô tâm, nhưng mà quá nhiều trả lời không có hết. Bây giờ mà gom lại mail cũ, mail mới là 19.000+ cái. Làm sao qua nói hết được. Một ngày một đêm, chỉ một đêm mà trả lời 5-7 cái mail là thấy hết giờ. Mà mình cũng mệt mỏi rồi, một ngày làm việc bên ngoài. Rồi còn bao nhiêu thời giảng. Gần đây đi giảng nhiều, thầy lại ít giờ dạy cho mấy thầy, mấy cô, mấy chú trong chùa. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa quy định ở chùa, chúng trong chùa học một tuần 3 ngày, 3, 5, 7. Bây giờ đi giảng riết không có thời gian. Cuối cùng Pháp Hòa nói ngày nào ở nhà ngày đó học. Ở nhà 2 ngày dạy 2 ngày, ở nhà 3 ngày dạy 3 ngày. Cho nên từ sáng tới tối Pháp Hòa không có chỗ trống. Chiều 5 giờ quý vị dùng cơm là gấp rút, 6 giờ là phải học. Học cho xong tới 7 giờ 15 là lên tụng kinh. Ở nhà là không bỏ thời kinh nào với chúng, trừ trường hợp bệnh hoạn hay có chuyện gì, chứ còn thời kinh tối không bỏ. Bận gì bận cũng tranh thủ, ráng tranh thủ ra một thời kinh với đại chúng. Tức là mình không, thật sự mình mệt á. Nhưng mà nếu người không có lòng và cái thái độ tiếp việc thì người đó sẽ rất dễ quậu quọ câu có. Cho nên chúng ta đến với đạo là để chúng ta học một cái nhân cách, chúng ta học một cách tiếp xúc với sự việc, để chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Và chúng ta suy nghĩ thế này: tại sao có những người không có việc gì để làm, còn mình có việc để làm là mình phải vui, để mình sống không lãng phí. Đức Phật dạy trong kinh đó, các thầy các cô thọ nhận của Phật tử, khi Phật tử cư sĩ tại gia có hữu sự, có 5 việc người tu phải lo cho người ta: chăm sóc gia đình họ khi ốm đau, an ủi đó, chứ không phải tới làm gì. Phải thường xuyên hỏi thăm. Nếu gia đình đó có khổ đau, người ta cần mình phải có mặt. Cuối cùng, nếu gia đình đó có người thân qua đời, tăng ni phải có bổn phận chăm sóc cho người gia đình Phật tử đó. Cho nên nếu mình là một người tăng ni, mình nhẫn lạnh lời Phật dạy, mà sự thật là như vậy. Đấy, hàng cư sĩ Phật tử tại gia, quý vị đã giao giúp đỡ cho chùa chiền, cho tăng ni quá nhiều trong một năm. Thì khi quý vị hữu sự, quý vị cứ đến quý thầy, quý thầy phải tìm cách sắp xếp để giúp đỡ cho mình. Cho nên chúng ta tương trợ lẫn nhau, thì trong cuộc sống của mình tương trợ như vậy có niềm vui. Cho mình sống như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui, mình tu như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui là mình biết mình tu đúng. Còn nếu mình tu mà riết con cái mình nó thôi má tôi tu, ba tôi tu, nhưng mà mình không có một cái connection, không có một cái sự liên đới với gia đình, thì đó không phải là cái cách của đạo Phật chỉ. Tại vì sao? Tại vì hạnh phúc gia đình nó mới nuôi dưỡng cái đường tu mình nó lâu dài. Như hạnh phúc của người tu với nhau chung một chùa phải có, thì người tu đó mới tu lâu dài được. Nếu một vị đó vào chùa tu mà thầy không ngó ngàng gì tới mình, huynh đệ hiềm khích lẫn nhau, người tu đó dễ bỏ cuộc lắm. Tại vì người ta bỏ một mái gia đình, người ta vào chùa người ta tu, người ta mong có được cái tình của huynh đệ. Cho nên nếu quý vị nào mà để ý những cái bài hát Pháp Hòa mạn phép sửa lời đó, tất cả tâm tư Pháp Hòa gửi trong những cái lời đó. Thí dụ cái bài hồi sáng mình hát: ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát, biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ở một bài khác, lấy một cái điệu lý của việc của dân ca Việt Nam: sáng nay lên chánh điện,
mong gặp tăng thân. Thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng ngồi yên, dáng bình an, dáng sáng nay lên chánh điện, tâm đầy an vui. Thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng thật vui. Ước mong cho tất cả sống an vui, đừng tranh cãi, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết thương nhau, cảm thông nhau. Tất cả những cái bài nhạc nhỏ nhỏ Pháp Hòa trải lời, mà tất cả những cái đó, cái tâm của mình, cái lòng của mình nó gửi trong những câu đó. Tại một người tu mà chúng ta không có hạnh phúc với nhau thì chúng ta tu không có nổi. Ở đây mình đi tu mình thiếu cái đó, tại vì chùa ít người quá, ít những bạn tu. Nhưng mà nhờ tâm tu mình vững cho nên mình không có bị lung lay. Chứ thường ta hay nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà nếu mình vô tu mà không có bạn bè tu chung dễ thối chí lắm, tại vì mình không có ai cùng tu cùng học với mình. Cho nên huynh đệ Phật tử tại gia với nhau cũng vậy, đi chùa với nhau mỗi tuần, lâu lâu thấy người kia có bộ 2-3 tuần không đi, phone thăm, chị khỏe không, anh khỏe không. Thứ nhất người ta rất là vui là mình có quan tâm, thứ hai là mình còn biết được nhau như thế nào để nâng đỡ, để an ủi, để giúp đỡ. Cho nên tu có niềm vui, sống có niềm vui. Mà thật sự ở ngoài đời này mà sống mà không có niềm vui thì người đó chán nản, dễ bỏ cuộc đời này lắm, đi tìm một thế giới khác. Tại vì người ta sống, người ta cảm thấy cuộc đời này không có gì vui. Thậm chí người ta còn thốt lên những câu than thở: quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Có thể mình quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Người hiểu được mình đâu có mấy đâu. Cho nên trong cuộc đời này mà ai hạnh phúc lắm, tìm được một người tri âm đó là hạnh phúc. Người hiểu được mình, thậm chí mình viết một bài thơ đăng trên báo mà có người hiểu được bài thơ mình, người ta cảm được bài thơ mình mà người ta đem bài thơ mình ra người ta phổ nhạc, là mình biết rằng người phổ nhạc nhất định phải hiểu thơ, mới tả được cái bài thơ đó thấm thiết tâm tình. Rồi người ca sĩ hát bản nhạc đó phải sống với bài thơ đó, phải cảm được bài thơ đó. Cho nên không chỉ riêng đối với đạo Phật, mục đích chúng ta đến với đạo không phải để bái lại Đức Phật, không phải chỉ để thờ cúng Đức Phật theo chúng ta thường thấy. Xin thưa, những cái đó là những cái bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với một bậc thầy đã dày công hướng dẫn. Chứ Đức Phật không cần cái đó. Cái Đức Phật đang cần ở chúng ta là nhân cách của mình và niềm vui của sự tu tập. Ví dụ như mình cúng rất là tha thiết nhưng mà quay lưng lại là huynh đệ không nhìn nhau thì chắc chắn Phật sẽ không vui điều đó. Thành ra quý vị có chuông mỏ trước bàn Phật, có thắp nhang, có lại Phật được hết. Điều đó không có gì sai và cũng không có gì chúng ta bác bỏ. Nhưng chúng ta biết rằng những gì chúng ta đang làm là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Phật thôi. Như mình thờ tượng Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo vân vân, là chúng ta biết ơn các ngài đã dày công giữ gìn đất nước. Đối với Đức Phật cũng thế, chúng ta kính ngài là bởi vì ngài là bậc thầy giác ngộ dẫn dắt cho chúng ta. Mà cái quan trọng cần thiết là chúng ta phải học giới, hành trì để chúng ta nhân cách chúng ta lại. Cho nên có một vị tổ mới nói: các ông có thể không biết giáo lý nhưng nhân cách các ông không thể thiếu. Có một hòa thượng nói: các vị có thể không có gì hết, như là nhà cửa tiền bạc đó, các vị có thể không có gì hết nhưng các vị không thể không có lòng từ bi. Bởi vì lòng từ bi đâu có cần mua sắm gì đâu, chỉ cần mình thương được mọi người thôi. Đó là hai cái công dụng của đạo. Thứ nhất là nhân cách, thứ hai là niềm vui.
Mà niềm vui này từ đâu ra? Niềm vui này là từ sự tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như là mình thích ăn chay nhưng không biết nấu, rồi quen với một vài người bạn, hay là mình lên YouTube mình học, khi nấu được đồ chay rồi vui không? Ôi, là vì bây giờ mình biết nấu rồi, mình biết làm những món ăn chay mà người nhà mình enjoy, rất thích những món của mình. Cũng như vậy, Pháp Hòa biết rằng quý vị nào mà học kinh, mà thuộc kinh là mừng lắm, thuộc chú Đại Bi là vui lắm, thuộc Bát Nhã Tâm Kinh là vui lắm. Nhưng đó chỉ là bước đầu mình thuộc kinh. Nhưng bây giờ mình làm sao mình ứng dụng lời kinh, nhưng mà không phải máy móc. Ví dụ nè, mình có cái ly mình rất thương, lỡ nó rớt bể đó, bây giờ mình tiếc rẻ nó cỡ nào, bao nhiêu ngày là mình biết là mình thấm Bát Nhã cỡ nào. Còn thí dụ như người ta nói chị cho tôi cái ly, hay là mình người ta làm bể, ôi đừng lo, sắc tức thì không. Mình nói máy móc lắm, nhưng mà đụng tới mình là thấy sắc vẫn là sắc. Dưới người khác thì mình sẽ khuyên rất hay, sắc tức thì không, sắc là không, không là sắc. Thậm chí là ôi vô thường. Nhưng mà mất cái làm của mình, cái là la sùm lên. Là niềm vui và nhân cách. Điều thứ ba, công dụng thứ ba của đạo, đó là chúng ta làm sao chúng ta cống hiến được những gì chúng ta có cho gia đình, cho xã hội. Mỗi người chúng ta ai cũng có thể cống hiến bất cứ cái gì cho gia đình, cho xã hội. Pháp Hòa hay nói với quý vị người lớn á, đôi khi các vị hay la các em, con không có làm được gì hết trơn á, đụng đâu hư đó. Pháp Hòa nói không có đâu, nó biết mở cửa đó, tới bấm chuông nó ra nó mở. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa Pháp Hòa dạy rửa chén á, rửa hào nước lắm, nhưng mà có nhiều vị nóng ruột lại tắt, ở đi đi khác chỗ khác đi để tôi rửa, rửa hào nước quá. Pháp Hòa nói bác ơi, bác hao nước mà nữa em hao công, nó không rửa em rửa hết. Chịu khó hao nước một chút, chỉ cho nó rửa. Có nhiều khi mình phải chấp nhận hao ở lúc đầu, để sau này đâu nó vào đó. Mình không chịu hao lúc đầu, mai mốt hao hơn. Cho nên Pháp Hòa chấp nhận, nhiều khi rửa chén cứ mở nước xả chơi vậy, đứng nói chuyện, đừng nói trời nói đất gì, có mình lãng vãng. Rồi Pháp Hòa chỉ sắp xếp chén dĩa muỗng vô trong cái xinh như thế nào, rửa như thế nào, sắp chô tô dĩa vô như thế nào, mình chỉ nó làm. Đó là sự cống hiến. Rồi mai mốt nó lớn lên, nó biết cái gì nó cống hiến, mà nó cống hiến có bài bản. Cái nào lớn để dưới, cái nào trung để trên, cái nào nhỏ trên nữa, tuy tất cả đều là chén dĩa nhưng phải úp cho đúng. Con người cũng vậy, tất cả là bình đẳng là con người, nhưng tôn ti trật tự phải có. Cho quý vị mới thấy đạo đâu có gì đâu mà né. Mình đến với đạo trọn vẹn được ba thứ: một là nhân cách, hai là niềm vui, ba là cống hiến. Ví dụ như mình làm chồng, nó tôi biết làm gì hết á, cống hiến được mà, rửa chén, đi làm về nấu nồi cơm, thấy cái xiên dơ mình rửa, ôm quần áo đi giặt sấy, có thể làm biến ủi, nhưng có thể giặt sấy giùm vợ giùm con. Nếu chúng ta muốn cống hiến, hằng hà sa số việc cống hiến. Người muốn làm lúc nào cũng có việc để làm. Có nhiều người nói tôi đâu thấy gì để làm đâu, tại anh không muốn làm thôi. Anh muốn làm là lúc nào cũng có việc để làm. Hồi xưa Đức Phật khi mà thu nhận các thầy rồi á, Đức Phật nói này các thầy, các thầy hãy chia ra nhiều hướng, các thầy đừng đi về cùng một hướng. Tại sao? Bởi vì người ta đang rất cần các thầy. Hãy đi, đi trên con đường hành đạo, đi trên con đường hoằng pháp, hãy hướng về chúng sanh, chỗ nào cũng có chúng sanh để các thầy phải hướng tới.
Nhưng các thầy đừng đi riêng lẻ, đi mỗi lần hai người, ba người đi độ. Đi vào trong làng Mạc Thất Thực từ hai người trở lên. Và hôm nay mình đi ngã này rồi, mai mình đi ngã kia. Đừng có vì con đường này toàn đồ ăn ngon không đi hoài. Thầy nào mà đi khất thực mà có một con đường đi hoài là không được. Thí dụ như trời ơi, mỗi lần khất thực bô xa nhiều đồ lắm, cứ kiếm bô xa mà đi. Phật quở bởi vì sao? Thiếu tâm bình đẳng. Thiếu tâm bình đẳng. Hôm nay mình đi đường này, mai mình đi đường kia, để cho chúng sanh có cơ hội cúng dường. Và để lòng mình rời khỏi sự dính mắc. Đường này đồ ăn ngon không? Đường kia đồ ăn dở không? Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta tu tập và chúng ta hiểu được cái công dụng khi chúng ta đến với đạo giáo, từ đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có việc gì để gọi là chúng ta là người vô đạo. Và với cái nhìn của đạo Phật, tất cả đạo, đạo giáo đó cống hiến chúng ta ba điều. Một là nhân cách của chúng ta đến với đạo để chỉnh chu lại nhân cách của mình, học hỏi để làm để có một nhân cách tốt. Thứ hai, để chúng ta có niềm vui trong sự sống. Thật sự cuộc sống có nhiều niềm vui, nhưng tại chúng ta cứ hướng về cái khổ mà chúng ta không thấy được niềm vui. Người cha cũng có thể làm được gì cho con, chứ không phải chỉ là người mẹ, hay là ngược lại. Ông bà cũng có thể làm được rất nhiều cho con cháu, chẳng hạn như giữ cháu. Bây giờ nuôi thì nuôi không nổi mà giữ được. Không có tiền nuôi cháu nhưng mà giữ cháu được. Mà con nó rất cần mình, tại vì mình giữ free. Mà nếu mà con cháu nó có cho mình chút ít đi nữa đó, mình giữ cháu mình vẫn hơn. Tại vì mình thích khe bằng tất cả trái tim của mình. Và thậm chí mình nói mướn người ta giữ không bằng tự mình giữ. Tại vì sao biết không? Cháu ai thơm thịt nấy. Cháu mình hung vẫn ngon. Cháu người khác mình hung chơi thôi mà không thơm. Cháu ai thơm thịt đó. Thì ở đây điều thứ hai là niềm vui của sự tu tập. Có những chỗ Pháp Hòa đi giảng á, một ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 5 chùa. Từ 8 giờ sáng mà giảng tới 11 giờ đêm. Cứ một chỗ 2 tiếng vậy, mà phải đi xa lắm rồi, chứ không phải như đây là chạy 5-10 phút đâu. Nhưng mà tới khuya mà năng lượng vẫn đầy đủ. Chỉ khi nào hết xíu quách ai biết thôi. Nhưng mà tại sao? Như ngày sáng hôm qua Pháp Hòa rất mệt. Nhưng mà không, lúc mà sắp lên giảng là nó mệt. Nhưng mà giờ tới số rồi. Vậy mà thưa đại chúng, Pháp Hòa ngồi vô cái bàn đó, Pháp Hòa không còn biết mệt là gì nữa hết. Mà lúc lên là cái đầu nó trống rỗng, không biết mình phải nói gì. Vậy mà lát lên có chuyện để nói. Đúng là nhiều chuyện. Xin thưa như vậy, Pháp Hòa không có ý nói Hòa hay, nhưng mà Pháp Hòa có một cái là Pháp Hòa có niềm vui phụng sự. Pháp Hòa không có giỏi gì hết, nhưng cái niềm vui đó, đó nó làm cho người, thí dụ mình dở người ta vẫn thích, tại vì người ta thấy được cái hết lòng của mình. Hồi nhỏ đi học á, thỉnh thoảng có những bài thi Pháp Hòa không biết và để trống, thì ông giáo ông mới nói với Pháp Hòa, dù á không biết á, Du cứ khoanh đại, biết đâu chừng Du cũng có điểm. Nhiều khi mình khoanh đại cũng vớt vát, Du để trống chi cho mất điểm. Điều thứ hai, Du cứ làm tới khả năng của Du, rồi thầy cô giáo nhìn cái bài học đó và thấy Du sai ở chỗ nào là biết Du hiểu bài tới đâu, còn khúc nào Du không hiểu người ta sẽ giúp Du hiểu bài. Pháp Hòa nghe cái điều đó, bây giờ Pháp Hòa vẫn ứng dụng trong cuộc sống. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta cứ làm. Đừng sợ người ta thấy mình dở chỗ nào, người ta bổ chỗ đó. Cũng như mình uống thuốc bổ thôi. Tại sao kêu thuốc bổ? Mình khuyết chỗ nào, uống cái viên đó vô, nó bổ chỗ đó.
cái viên thuốc bổ là nó có vitamin từ E tới Z, phải không? Mình uống vô đó, mình cơ thể mình thiếu chỗ nào nó bổ chỗ đó. Mà có bổ mới có dưỡng, kêu bổ dưỡng. Bổ là nó thêm vô đó và nó nuôi. Chúng ta cũng thế, con mình nó khuyết chỗ nào mình bổ chỗ đó, mình dưỡng con. Mình nuôi con không phải cơm áo, mà phải nuôi bằng tâm tư của mình, bằng sự tu tập của mình. Có nhiều khi á, mình cho con nó ăn rất ngon, nhưng hàng ngày mình nói chuyện nghe không được, con mình nó học cái cách đó. Ví dụ như ở nhà mình đừng có nói nè lên ăn giọng đi, nó đâu có biết ăn giọng là cái gì, nó tưởng là eat. Rồi bữa nào nó muốn kêu má xuống ăn cơm, nó má xuống ăn giọng. Ê hổ vậy con. Tại vì mình giáo cái gì mình dưỡng cái đó và nó học cái đó. Người ta gọi là giáo dục. Cha mẹ có 9 cái ơn đối với mình, gọi là 9 chữ cù lao. Trong đó có phần dạy dỗ. Cho nên hằng ngày á, thưa đại chúng, từ người đời cho tới người đạo, từ thân cho tới sơ, từ bạn bè cho tới vợ chồng, tất cả đều là bổ dưỡng cho nhau hết. Nhưng mà chúng ta không phải bổ dưỡng ở vật chất, mà chúng ta bổ dưỡng cho nhau bằng những món ăn tinh thần. Bằng chứng nè, cái ngày sinh nhật của mình, con nó không có gửi quà gì mà nó bắt cái phone, Mommy happy birthday, nhiều đó đủ rồi con, con nhớ ngày của má, đúng không? Em y chang mà. Con mà mình đi giảng, mà những lúc Pháp Hòa đi giảng nhằm cái ngày Father's Day đó, mấy thầy mấy chú gửi email Happy Father's Thầy. Father Thầy. Năm nào Pháp Hòa cũng mấy chú cũng gửi. Như hôm Tết thì con chú vô chúc Tết khóc. Hồi nãy con lên thầy con sắp xếp trong đầu, con sẽ nói với thầy nhiều lắm, mà bây giờ con lên gặp thầy con chỉ khóc thôi, con không nói gì được hết. Nó thôi con khóc thầy nghe đủ rồi. Thầy trò ôm nhau, thầy ôm con ôm thầy, con nói gì thầy hiểu hết. Tại vì cái trái tim của con, cái ánh mắt của con, cái cách ôm của con, thầy feel được. Ôm mà ghét đó nghe, cũng biết đó, xiết. Ôm thương khác, ôm thương nó vuốt nữa. Cho nên đạo đời nó đâu có xa. Cái quan trọng thật sự, xưa đại chúng, trái tim ai cũng đập giống nhau, trái tim ai cũng đập giống nhau, chứ không có gì, bất quá nó khác cái tướng ở ngoài thôi. Chứ máu, cảm nghĩ, cái gì nó cũng giống nhau hết. Chúng ta phải sống bằng cái đó. Còn cái lớp này phụ, mà cái lớp trong này nó có điều với nhau, thì chúng ta đủ ba đạo lý: nhân cách, niềm vui. Đệ tử nuôi thầy, nuôi bằng cái sự tu tập của đệ tử. Nhiều khi trong chùa Pháp Hòa nói, Phật tử không cần cho Pháp Hòa ăn ngon, không cần cho uống đồ bổ, chỉ cần Pháp Hòa thấy Phật tử thương nhau, quan tâm cho nhau, Pháp Hòa vui không kể xiết. Nghe người kia không có xe về mà cùng một con đường mà lơ không chở, trời mình thấy đau. Mà nếu người kia chạy tới, em về cùng với chị nè, chị em chở chị, Pháp Hòa nghe và vui cùng tận. Ngày nào chúng ta còn sống với nhau như vậy, ngày đó đạo không có mất. Đạo lý chúng ta sống còn thì có đạo nào mất đâu. Cái đó mà không còn, không còn đạo gì nữa để nói. Có xây bao nhiêu chùa, có làm bao nhiêu cái, đạo ai nữa tới tu đâu mà đạo truyền cái gì nữa. Đạo lý nó mất rồi. Quý vị thấy được điều mà nói không? Nhiều khi mình ngồi chung bàn với nhau,
ai mình cũng mời ăn, có người mình trừ. Thống ưa bắt gì mời. Nhưng mà nó kỳ lắm, có ăn được. Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa sống sao Pháp Hòa nói vậy. Cái sự tu tập của chúng ta nó không có phải ở cái kinh điển giáo lý, nó chỉ một phần vậy thôi. Nhưng chúng ta có thực tập thì cái đó nó đi ra như người nấu ăn. Học cái căn bản thôi, còn nấu ăn là cả một nghệ thuật. Quý vị bấm Google, YouTube, cách nấu cà ri mấy chục kiểu, cách làm nem chay mấy chục cách. Bởi vì sao? Căn bản vẫn là đu đủ, vẫn là rau câu hay bưởi hay khế hay chanh. Căn bản nó chỉ nhiêu thôi. Nhưng cách làm mỗi người mỗi cách. Có người làm dai, có người làm bở. Nấu canh chua, bấm thử coi, cách nấu canh chua mấy chục cách hay mười mấy cách. Nhưng có người nấu cách này, có người nấu cách khác. Tu cũng vậy. Một khi chúng ta nắm được đạo lý rồi, chúng ta có thể sáng tạo. Và tu là một sự sáng tạo. Sống trong đời là một sự sáng tạo. Thế thì đạo nó không phải là cái mà chúng ta thường suy nghĩ. Đạo này, đạo Phật, đạo gì đó, rồi cúng bái thờ lại. Như hồi nãy vừa nói, đó chỉ là hình thức bày tỏ lòng. Còn đạo Phật cống hiến chúng ta ba điều. Một là nhân cách để sống, hai là niềm vui tu tập và sống, ba là cống hiến cho xã hội, cho đời. Người tu nào mà không nói một câu trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh? Người tu nào nói câu đó đó? Trên cầu làm Phật dưới độ muôn loài. Tụng kinh bữa nào cũng tụng, lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Pháp Hoa hay Di Đà hay Địa Tạng gì đó, trên trả bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Không phải lời phát nguyện của mình sao?